Sinet tuyệt tác hoàn mỹ cho một quý ông hiện đại yêu thích thời trang cổ điển, nâng tầm đẳng cấp cho đôi chân Việt. Sinet Shoemaker, kiến tạo đẳng cấp thời thượng. Xin chào cả nhà, hôm nay xin mời cả nhà sẽ cùng đồng hành với chương trình trải nghiệm và tin dùng do Business Media phối hợp cùng với báo Thanh Niên thực hiện. Thưa quý vị Hoàng, và hôm nay thì với một cái không khí rộn ràng và trời mát dịu nhẹ, quý vị đi chọn mua sắm đồ Tết. Và khi mà chọn mua sắm đồ Tết thì chắc chắn là quý vị sẽ chọn những cái thương hiệu nào mà nó vừa với cái body big size của mình. Và chắc chắn là mình phải tìm ra cái thương hiệu, và thương hiệu mà quý vị là hôm nay xin mời cả nhà cùng trải nghiệm, và đó chính là thương hiệu của On Sailor. Và ở đây thì quý vị được biết thông tin chính là có rất nhiều những bộ đồ dành cho big size, tất cả những ai mà bự con hay to hay gấp 3 lần cũng có nữa. Chỉ quan trọng đó là đẹp và nó lại uy tín và chất lượng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, xin mời cả nhà cùng vô trong nha, vô trong để mình lựa. Dạ, Osela xin chào ạ. Chào em, cô gái răng khểnh. Dạ, em chào anh Hiếu Hiền. Em sẽ giới thiệu sơ qua cho anh về thương hiệu Osela của em. O'Shailer là thương hiệu thời trang nam rất được ưa thích trên thị trường, đặc biệt là các bạn nam thuộc lĩnh vực văn phòng. O'Shailer chú trọng vào phong cách thanh lịch và hiện đại, tiệm cận xu hướng thời trang thế giới với đa dạng các thể loại quần áo từ tinh tế đến phá cách, mang đậm dấu ấn cá nhân, xứng tầm là một thương hiệu có thể giải mã được cá tính của người mặc. Vậy là đồ nam, chuyên về đồ nam, không có đồ nữ. Dạ, không có. Đặc biệt là phải nam đặc luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ được rồi, anh là coi như nam rất là đặc luôn. Dạ. Em biết không, hôm nay là anh đến đây để chọn những cái bộ đồ để mặc Tết cho đẹp. Dạ. Chắc là anh phải nhờ em tư vấn giúp cho anh tìm ra những bộ đồ nào mà nó phù hợp với lại cái body thon gọn nhỏ xinh xắn dễ thương của anh đó. Cái màu nó dịu dịu, ví dụ như màu đỏ màu vàng vậy đó, cái màu cỡ vậy thôi, đừng là nổi quá nó không thích được. Nha. Dạ. Thì thương hiệu bên em á, thì sẽ có một số đặc trưng cho những người kiểu thân hình như anh vậy vậy em có nói kiểu nói những thân đi. Hình hơi mũm mĩm một chút á, thì rồi. Sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng á anh, nên là sẽ có một cái khu vực riêng cho những người big size. Dạ, anh có thể lên đó lựa chọn lên đây còn. Dạ. Khu này là nhỏ là size cho những người nhỏ size thôi. Dạ. Xin lỗi mấy bạn. Ngoài ra bên em á, sẽ có phụ kiện nữa, kèm theo đó là túi hoặc là giày dép. Nón. Dạ, nón nữa. Anh phải nón lắm á. Rồi em sẽ giới thiệu anh sơ qua trước nha. Dạ. Bên này thì em có treo một số cái polo, nhiều mẫu mã, nhiều size. Đó. Nên sẽ có nhiều màu. Thấy màu đỏ và màu vàng là thấy khoáng rồi đó. Dạ. Ở dưới đây thì em có chân quần đinh hoặc là quần jogger. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh qua khu quần đinh ha. Dạ. Quần jean. Dạ. Quần jean dài bên em á, thì nó sẽ có nhiều mẫu, nhiều màu và nhiều form khác nhau á anh. Dạ. Em sẽ giới thiệu anh qua khu phụ kiện ha. Rồi. Dạ. Phụ kiện bên em thì nó sẽ có nón nè, túi xách, rồi vớ, quần ngủ và giày hoặc là dép anh. Đây là những phụ kiện đi theo của bên thương hiệu Osler của mình phải không? Dạ, đúng rồi. Dạ thì nãy giờ mình cũng đã chọn một số outfit rồi anh. Nên là em đã phối sẵn hết cho mình rồi. Anh vô thử nha. Rồi. Round 1. Round 2.
ý là đổi size là thí dụ trong vòng một tuần lễ, mà từ giờ cho đến một tuần lễ sao mà anh ăn mà nó mập, lỡ mập hơn nữa mà nó bự lên nữa là được quyền đổi. Dạ đúng rồi anh. À, hay quá. Anh có thể đổi miễn sao anh giữ lại tạc với hóa đơn giúp em nha anh. Rồi. Rồi. Ừ. Còn nếu mà trả hàng, nếu mà anh không ưng ý về chất lượng sản phẩm hoặc là bên em á, thì anh có thể trả hàng nhưng mà anh sẽ bị mất phí 10% ạ. Còn chương trình tích điểm bên em á, thì anh 100.000 thì sẽ được tích 1 điểm ạ. Trời ơi, 100.000 mà tích có 100, có 1 điểm rồi hả? Dạ đúng rồi ạ. Cái có còn không? Dạ, với lại mình tích đủ 50 điểm thì sẽ được giảm 10% cho tất cả các lần mua luôn á. Ừ, hay quá. Lại là tính chất công việc của anh là hay đi xa, ít khi nào mà có ở Sài Gòn lắm. Thí dụ như mà anh cần thêm cái đồ mới để mà anh chuẩn bị để mà quay phim hay là gì nọ, thì có cách nào để mà gọi điện thoại qua hay là để làm sao mà em tư vấn cho anh những cái bộ đồ nào mà giống như hồi nãy không? Dạ hiện tại thì bên Outsider bên em có tới 24 chi nhánh rồi ạ. Ừ. Còn nếu mà anh không tiện ra shop thì mình có thể đặt trên website hoặc là fanpage hoặc là cái sàn thương mại điện tử của Outsider. Taylor muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn rằng các bạn nào có những cái quần jean cũ mà nó mình không sử dụng được nữa, hay là do mình mập lên hay như thế nào đó, hoặc là do bị rách mà mình không thể nào mặc được nữa, các bạn cứ mạnh dạn đem đến Outsider chúng tôi để các bạn sẽ được mua một quần jean mới với giá ưu đãi là chỉ có 299.000 thôi. Và những cái quần jean cũ của các bạn là đừng bao giờ nghĩ là sẽ bỏ đi nha, không có đâu. Outsider sẽ tận dụng những cái quần jean cũ đó để mà làm sao mà xử lý cho những cái quần jean đó nó trở nên tươm tất hơn, đẹp hơn và sạch sẽ hơn, để được tặng đến cho các hoàn cảnh nghèo khó khăn. Và đó chính là một thông điệp ý nghĩa và rất là nhân văn mà Onseller muốn mang lại cho tất cả mọi người. Và Hiếu Huyền tin chắc rằng với cái thông điệp như thế thì Onseller sẽ ngày càng được nhân rộng hơn, được nhiều người biết hơn, và kính chúc cho Onseller ngày càng thành công và hồng phát. Kính thưa quý vị, các bạn, Hiếu Huyền đã mua được những bộ đồ rất ưng ý từ thương hiệu Onseller, và chắc chắn là tết nay Hiếu Huyền sẽ trở nên đẹp và dễ thương hơn trong mắt mọi người, cũng giống như trong gia đình của mình. Và bây giờ thì Hiếu Huyền đã được trải nghiệm và tin dùng với thương hiệu Onseller. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với MC Thiên Phong đang đi trải nghiệm ở tại cửa hàng thời trang dài da cao cấp Sinet. Bắt nguồn từ những đam mê phong cách thời trang cổ điển, thương hiệu giày da Sinet đã ra đời dưới tâm huyết của founder Lê Huy Tiến. Câu chuyện mà Sinet mang đến chính là hơi thở cổ điển vẫn cháy nồng nhiệt giữa muôn vàn visual hiện đại. Cùng phối hợp với những bộ suit tinh tế, giày da Sinet lại trở thành một phụ kiện định hình cho phong cách quý ông phóng khoáng nhưng vẫn mang tính cổ điển đến chuẩn mực. Với hơn 300 mẫu giày da khác nhau, đến với Sinet các bạn sẽ được gặp gỡ những chế tác giày da vô cùng tinh tế, không những mang hơi thở cổ điển mà còn lại vô cùng lịch lãm và thời trang. Và bật mí cho quý vị luôn, để có mặt được trong showroom như thế này thì từng chiếc giày da đã phải trải qua hơn 200 công đoạn sản xuất khác nhau vô cùng tỉ mỉ để đến tay người tiêu dùng. Và ngày hôm nay thì Thiên Phong sẽ cùng gặp gỡ chị Thùy Nguyễn, đại diện của giày da cao cấp Sinet, để cùng tìm hiểu về các loại giày da và những bộ trang phục phù hợp với từng loại khác nhau.
Dạ em chào chị, em thực sự rất là choáng ngợp bởi vì đây là một thế giới giày luôn. Chị thì cho em hỏi là hiện tại trong cửa hàng có bao nhiêu loại giày tất cả ạ? Hiện tại thì showroom của Cinet có rất nhiều mẫu mã thích hợp cho mọi lứa tuổi và mọi trang phục cho các bạn. Dạ. Và em thấy là với mỗi cái loại giày khác nhau chắc chắn là sẽ phù hợp với từng loại trang phục khác nhau. Chị có thể ví dụ cho em được không? Ví dụ như là những cái dòng loafer thì thích hợp cho những cái bạn trẻ năng động với những cái trang phục trẻ trung. Còn những cái dòng offered thì sẽ thích hợp cho những bạn hay mặc những cái trang phục chỉnh chu hoặc là suit. Rồi nếu như các bạn mà có thêm cái nhu cầu mặc outfit cuối tuần thì có những cái loafer hiện tại là dành riêng cho mùa hè năm nay. Vậy thì với bộ trang phục giống như em hiện tại đang bận vậy thì chị thấy là nên chọn loại dòng giày nào? Như một cái trang phục chỉnh chu của em trong mọi dịp giống như là các dịp quan trọng thì mình sẽ thích hợp cho những cái dòng offer. Nó là điểm nhấn và nó tôn được cái bộ trang phục của em trong các dịp quan trọng. Dạ, nhưng mà còn về màu sắc thì mình phối với nhau như thế nào để phù hợp vậy chị? Màu sắc thì bây giờ cái thời trang nó rất là đa dạng, nó không khắc nghiệt như hồi xưa. Nhưng có thể là mình phối với lại những cái phong cách riêng của mình. Dạ. Thì các bạn có thể chọn tất cả những cái mẫu mã hoặc là những cái màu mình yêu thích thì Cinet có thể đáp ứng được cho các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ thử thách chị tí xíu ha, với một cái bộ trang phục màu tím nho như thế này thì em nghĩ nó cũng rất là khó để lựa chọn một cái đôi giày phù hợp. Bây giờ chị thì hỗ trợ giúp em chọn đôi giày thì phù hợp được không? Có chứ. Dạ. Mỗi một chế tác giày da của Cinet ra đời tương ứng với mỗi câu chuyện và định hình phong cách khác nhau. Nếu bạn yêu thích sự chuẩn mực, hoàn hảo và tinh tế thì các thiết kế nằm trong bộ sưu tập Good Year Wear là một sự lựa chọn lý tưởng. Sở hữu các công đoạn sản xuất phức tạp, tỉ mỉ và chính xác đến từng mm. Đây là các chế tác cổ điển nhất đạt đến trình độ thủ công hoàn mỹ dành cho các quý ông yêu thích sự chỉnh chu. Còn với bộ sưu tập McKay, sự phóng khoáng, cuốn hút và lịch thiệp của một người đàn ông được thể hiện mạnh mẽ thông qua sự nổi bật của phong cách may chỉ nổi, form dáng đặc biệt, nhẹ, linh hoạt với các đường nét màu sắc được phối trộn trừu tượng, tạo ấn tượng thị giác từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù ngày nay có rất là nhiều những thương hiệu thời thượng nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng, thế nhưng giày da cổ điển Cinet vẫn nhận được nhiều sự ưu ái của những người yêu thích thời trang cá tính độc bản. Đó không chỉ là giày da mà đó còn là phong cách và thể hiện cá tính riêng biệt của mỗi người. Cinet tuyệt tác hoàn mỹ cho một quý ông hiện đại yêu thích thời trang cổ điển, nâng tầm đẳng cấp cho đôi chân Việt. Cinet Schumacher, kiến tạo đẳng cấp thời thượng. Kính thưa quý vị các bạn, chương trình trải nghiệm và tiêu dùng đến đây là hết. Chương trình do Vision Media phối hợp cùng với Báo Thanh Niên thực hiện, do thương hiệu giày da cao cấp Cinet tài trợ. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.